Kỳ này Nido sẽ hướng dẫn cho bạn kiểu thắt dây dày nào đây? Bata Style số 3, lao nhau vì những ngôi sao, hướng dẫn rùa. Bạn xem là biết liền, kiểu thắt dây dày thành hình ngôi sao này sẽ làm mọi người lao nhau, xôn xao bàn tán cho coi. Luồn dây từ ngoài vào trong qua hai lỗ trên cùng ở cổ dây. Một đầu dây ta chừa một đoạn ngắn để cột lại vào cuối cùng. Đầu dây còn lại ta xỏ vào lỗ thứ ba cùng bên từ trong ra, bắt ngang qua lỗ thứ ba đối diện. Luồn dây dày vào lỗ cuối cùng ở cùng bên, rồi xỏ lại vào lỗ thứ ba phía bên kia. Tương tự, ta luồn dây vào lỗ cuối cùng ở cùng bên, rồi xỏ qua lỗ thứ ba ở bên kia. Tiếp tục, ta xỏ dây qua lỗ cuối cùng ở cùng phía, luồn xuống dưới đoạn dây ngang ở giữa, rồi móc vào đoạn dây ngang phía trên, xỏ xuống lỗ cuối cùng bên đối diện, kéo đầu dây còn dư về phía cổ dây. Khi đem khoai đôi giày với kiểu thắt mô đen này, bạn nhớ chỉ cho mọi người xem hướng dẫn thắt trên Nido nha. Đón xem lần sau, Nido sẽ hướng dẫn các bạn thắt kiểu dây giày mới nào nha. Tôi sẽ đi xa để làm quà cho bạn, lòng thật buồn vì giờ phải xa cách, nhưng vẫn là nụ cười.